Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đến với một cái chủ đề mới trong chuỗi chủ đề liên quan đến luyện thi ISTQB Foundation, được không ạ? Hôm nay một chủ đề khá là hấp dẫn mà sẽ giải thích cho chúng ta vì sao mà tester và dev hay mâu thuẫn với nhau, được chưa ạ? Vâng, hôm nay chúng ta sẽ đi vào một chủ đề mới, đó chính là tâm lý kiểm thử phần mềm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái tâm lý của con người và cái việc giao tiếp khi mà kiểm thử chúng ta cần phải chú ý điều gì. Về tâm lý con người thì như chúng ta biết thì tester là người tìm ra lỗi, còn developer sẽ là người tạo ra sản phẩm. Và việc mà tìm ra lỗi của một sản phẩm hay là tìm ra lỗi của bất kỳ một thứ gì khác thì đấy là điều không mong muốn, không một ai mong muốn sản phẩm của mình có lỗi cả. Chính vì vậy, việc developer phản ứng tiêu cực về việc tìm ra lỗi là chuyện hết sức bình thường và chúng ta cần phải hiểu rõ được. Chính vì vậy, khi mà chúng ta giao tiếp, chúng ta cần phải khéo léo. Và đầu tiên chúng ta sẽ cần phải bắt đầu với việc hợp tác hơn là một trận chiến này. Thứ hai là chúng ta cần phải nhấn mạnh cái việc lợi ích của việc test này. Thứ ba là khi mà test thì chúng ta cần phải chính xác, trung lập, không được để không có cái thái độ phê phán, phê bình hay là một thái độ tiêu cực, được chưa? Tiếp theo và cố gắng là chúng ta cần phải hiểu được cái tâm lý của người khác khi mà họ có phản ứng tiêu cực về cái thông tin của chúng ta đưa. Và chúng ta cuối cùng là chúng ta cần phải xác nhận được rằng cái người developer đấy hiểu được cái vấn đề mà chúng ta nói và chúng ta đưa ra. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mindset của tester và developer. Như chúng ta biết là tester và developer thì sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau. Và cái chính của developer là thiết kế và xây dựng sản phẩm, còn tester sẽ là xác nhận lỗi này, kiểm tra phần mềm, đánh giá phần mềm xem có lỗi nào không này, xây dựng chất lượng sản phẩm này. Và từ đó thì chúng ta thấy được cái mindset của tester là sẽ với con mắt bi quan chuyên nghiệp này, với con mắt tinh xảo này, hướng đến cái chi tiết này và tạo ra một cái mối quan hệ hay một công việc giao tiếp tốt, mối quan hệ tốt, được chưa ạ? Đó là cái mindset của tester. Còn đối với mindset của developer sẽ là sẽ cũng có thể bao gồm cả cái mindset của tester. Thế nhưng mà đối với một developer thành công thì họ hứng thú với việc thiết kế và đưa ra cái giải pháp hơn là cái việc mà nhìn ra lỗi của sản phẩm.